Việt xin chào quý vị. Hôm nay Việt đi qua đường Lạc Long Quân mà bị sức hút. Sức hút và còn hơn cả các em gái xinh đẹp. Việt giới thiệu với quý vị những cây đào phai. Mà đào phai cũng ở xa trung tâm thủ đô quý vị. Đào phai này ở tận trên Mộc Châu. Mời quý vị đi xem cùng Việt. Cây đào phai này rất là đẹp. Mà nếu quý vị đi qua là quý vị sẽ bị hút. Mời quý vị đi tham quan cùng Việt. Đây quý vị, Việt sẽ giới thiệu cho quý vị xem. Cây đào phai này rất đặc biệt. Tại sao đặc biệt? Tại vì cánh của cây đào phai này thì có từ 21 đến 23 cánh nha quý vị. Bình thường thì đào có khoảng 5-7 cánh, nhưng mà riêng đào Mộc Châu thì có khoảng 21 đến 23 cánh nha quý vị. Rất đẹp. Đây quý vị, đây là bích đào Mộc Châu. Bích đào này cũng có hai mấy cánh nha anh. Cái này là thường đúng không anh? Cây này là bình thường đúng không? Đây quý vị, khách khứa cũng khách cũng rất là đông bởi sức hút của cây đào Mộc Châu. Mình sẽ quay cận cảnh những cây đào Mộc Châu cho quý vị xem. Gốc đào khá to quý vị. Cánh đào rất là dày. Chạy qua đây đi lấy xong mình đi chậm. Rất đẹp quý vị. Quý vị xem cái màu hoa đào phai của Mộc Châu thì rất là lạ. Màu hồng nhạt nhạt. Rất đẹp. Cánh rất là dày quý vị. Rất là đẹp, nụ thì to. Gốc khủng không quý vị. Rất đẹp. Gốc to. To phải bằng hai găng tay của Việt. Rất đẹp quý vị. Đây quý vị. Màu hồng mà Việt thấy là rất là tươi. Báo hiệu một năm mới tràn đầy tài lộc cũng như là tươi trẻ. Quý vị xem thấy hay thì hãy like, subscribe hay là đăng ký kênh Du Việt. Nếu thấy Việt
quay chưa hoàn thiện thì hãy nhận xét giúp Việt để Việt ngày càng hoàn thiện hơn. Anh ơi, cây như này là giá bao tiền đấy anh? 14 triệu. Vâng. Đây Việt giới thiệu với quý vị. Cây như này là 14 triệu nha quý vị. Trồng khoảng bao nhiêu năm thì mới được như này anh nhỉ? 10 năm ạ. Vâng. Giá 14 triệu mà trồng mất 10 năm nha quý vị. Một năm 365 ngày thì anh rất là chịu khó. Nên là Việt thấy là ra những tác phẩm như này thì cũng giá cả thì cũng phù hợp với công lao động của người dân. Mặc dù thì 10 năm thì mới được mười mấy triệu thì quý vị thấy to, chứ còn nếu mà tính công sức thì cũng khá là nhiều. Khá đẹp quý vị. Còn khoảng 5 ngày nữa thì cây đào phai này sẽ nở tung tóe hết và sẽ báo hiệu một mùa xuân rất là rực rỡ đây quý vị. Rất đẹp. Việc giới thiệu lại là đào Mộc Châu có một nét rất riêng quý vị. Có khoảng 21 đến 23 cánh. Rất đẹp. Được các anh tạo ra những cái thế cũng rất đẹp. Nụ lên đến tận đến ngọn nha quý vị. Những gốc mai cũng khá là to quý vị. Tết năm nay thì quý vị sẽ có rất nhiều sự lựa chọn độc đáo như Việt quay các video trước, và còn rất nhiều những hình ảnh trong ngày Tết mà rất là độc, rất là lạ để xin gửi tới quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhận xét và like giúp Việt. Tiếng Anh thì subscribe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đấy. Đẹp quá quý vị. Cây này có thế khá đẹp quý vị. Các chị vừa bán vừa chăm sóc từng ngày một đấy quý vị. Làm nào cho những nụ hoa khoe sắc đẹp nhất. Cây
đào phai ở đây thì khói gốc rất là to. Cây này có thế là tam đa nhé quý vị. Đào phai có thế tam đa rất đẹp. Bây giờ phần quan trọng nhất của buổi giới thiệu hôm nay, Việt giới thiệu cây đào phai Mộc Châu đẹp nhất. Cây này thì có giá là cũng rất đẹp quý vị. Việt sẽ quay xong, Việt sẽ nói giá cho quý vị để quý vị có yêu hay không. Cây đào này trồng bao năm anh nhỉ, cây to nhất này? Vâng ạ, em cảm ơn anh. Cây đào này thì trồng 20 năm nha quý vị. Các bác cũng đã chăm chút cho cái chậu rất là cổ kính. Rất đẹp, Việt quay từ gốc lên trên. Rất đẹp. Rất là to nha quý vị. Thế thì rất là đẹp. Thế này thấy trực. Hoa rất to luôn. Mời quý vị chiêm ngưỡng cây đào khủng đẹp. Và giá cũng rất đẹp đấy quý vị. Mời quý vị yêu thương cây này lâu lâu một chút. Rất đẹp quý vị. Cảm giác cây đào rất là vững chãi quý vị. Rất cổ. Đặc biệt của đào Mộc Châu là đào phai Mộc Châu là có 21 đến 23 cành nha quý vị, khác so với đào Nhật Tân như một số loại đào khác. Đây, các anh cũng bị hút bởi vẻ đẹp của cây đào Mộc Châu. Rất đẹp. Quý vị đoán thử xem cây đào Mộc Châu này có giá bao tiền? Đấy. Rất đẹp. Đẹp. Ai đi qua cũng phải khen đẹp. Và bây giờ Việt bật bí với
video này. Vâng. Việt bật mí quý vị là cây này là có giá 70 triệu nha quý vị. Quý vị nào yêu em nó thì hãy tới đây đưa em nó về nhà chiêm ngưỡng trong dịp năm mới 2019. Quý vị đem về nhà thì có thể là được vuốt em nó hàng ngày. Giá yêu thương nha anh em. Quý vị hãy tới đây để chiêm ngưỡng. 70 triệu trong vòng 20 năm trồng cấy và chăm sóc ra một tác phẩm nghệ thuật này, Việt nghĩ cũng không đắt. Đấy. Việt thì Việt chưa đủ khả năng để mua. Rồi. Việt xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một mùa xuân tươi trẻ và tràn đầy tài lộc. Đón một năm mới 2019. Xin cảm ơn quý vị đã nghe chia sẻ của Việt. Quý vị thấy ý nghĩa hãy like, subscribe giúp Việt để Việt ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại ở các video tới. Việt sẽ chia sẻ những điều đặc biệt của mùa xuân 2019 diễn ra ở thủ đô Hà Nội. Cảm ơn quý vị rất nhiều.